Thưa quý vị và các bạn, thực hiện khâu đột phá trong nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026 và Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13 về đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo điều hành và tổ chức hoạt động hội. Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trên địa bàn huyện Lang Chánh đã chủ động tiếp cận những tiến bộ công nghệ, những tiện ích chuyển đổi số giúp hoạt động hội ngày càng hiệu quả, đáp ứng yêu cầu hoạt động trong thời kỳ công nghệ 4.0. Chị Lan thông báo với tất cả chị em trong chi hội. Hôm nay là ngày cuối tuần, chi hội phát động cho chi hội là chuẩn bị phát động là làm về dọn dẹp vệ sinh môi trường. Yêu cầu tất cả chị em tham gia là mang dụng cụ là như là cuốc, xẻng và chổi. Thời gian là 14:30 là ta sẽ tập trung là dọn dẹp vệ sinh của tuyến đường của phụ nữ tự quản. Những tháng gần đây, tại các buổi sinh hoạt thường kỳ của chi hội phụ nữ thôn Tân Lập, xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh, hội viên tham dự được nắm thông tin trực tiếp trong cuộc họp. Ngoài ra, các thành viên vắng mặt cũng được tiếp thu những nội dung quan trọng do chị Hà Thị Hường, chi hội trưởng chi hội phụ nữ thông báo qua nhóm Zalo chi hội phụ nữ thôn Tân Lập. Điều này mang lại hiệu quả không nhỏ trong hoạt động công tác hội phụ nữ ở thôn Tân Lập. Chị Hường cho biết, nếu như trước kia muốn thông báo hay triển khai bất cứ hoạt động nào, các tổ trưởng phải đến tận nhà hội viên. Nay có Zalo, chỉ cần nhắn tin vào nhóm là 100% chị em đều nắm bắt được. Trước đây chưa có công nghệ thông tin để mà tổ chức được buổi sinh hoạt thì chúng tôi phải đến tận nhà của hội viên để vận động các hội viên để tham gia cái buổi sinh hoạt. Còn bây giờ thì có công nghệ thông tin thì rất là tiện lợi cho chi hội. Là chúng tôi đã thành lập được cái nhóm Zalo của chi hội phụ nữ, là mọi công việc là chúng tôi sẽ thông báo trên nhóm để chị em các cái hoạt động như là tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường, nhà sạch vườn đẹp này, phát động hàng rào xanh thì chúng tôi cảm thấy là rất là tiện lợi, là vừa là không mất thời gian cho chi hội để phải đến tận nhà của các cái hội viên để vận động chị em tham gia các cái hoạt động ấy. Là địa phương có diện tích rộng, dân cư thưa thớt, nên nhiều năm qua, việc duy trì hoạt động công tác tại Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Phúc gặp không ít khó khăn. Tân Phúc có 9 chi hội thôn bản với hơn 1.500 hội viên phụ nữ. Do địa bàn rộng, chị em chủ yếu làm nông nghiệp và đi làm ăn xa, nên trước đây việc tập hợp vận động hội viên tham gia tổ chức hội cũng như các hoạt động gặp rất nhiều trở ngại. Muốn chị em tham gia, cán bộ hội phải đến từng nhà tuyên truyền vận động. Trong khi đó, số chị em trực tiếp tham gia các cuộc họp cũng hạn chế, dẫn đến tỷ lệ hội viên tiếp cận các chủ trương chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước còn thấp. Tuy nhiên, kể từ khi triển khai ứng dụng phần mềm, phòng họp Zoom trong tổ chức sinh hoạt hội, tỷ lệ hội viên phụ nữ tham gia hoạt động ngày càng tăng cao, việc triển khai các chương trình của hội cũng hiệu quả hơn nhiều. Thì hôm nay là tổ chức cái cuộc họp thì cũng do là thời tiết mưa gió nên là tổ chức gọi họp qua cái trang của bên hội thì để triển khai một số nhiệm vụ sắp tới về thực hiện cái xây dựng vườn rau tại các hộ gia đình. Thì các chi hội thì hôm vừa rồi chúng tôi cũng đã xây dựng các kế hoạch thì cũng nắm lại tình hình xem các chị đã triển khai đến các chị em và xây dựng như thế nào rồi. Chúng tôi đã áp dụng cái công nghệ số như là chuyển áp dụng các công nghệ thông tin vào trong tổ chức sinh hoạt hội thì chúng tôi ban thường vụ hội đã lập các trang mạng Zalo của nhóm bên ban chấp hành hội, trang fanpage của hội, Facebook và những cái trang tuyên truyền như cổng thông tin điện tử của xã để chúng tôi đăng tải những cái hình ảnh cũng như là các hoạt động của hội để chúng tôi tuyên truyền và để chị em theo dõi và nắm bắt được các cái thông tin và tình hình của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã hoạt động trong thời gian qua. Qua đó thì chúng tôi cũng đã thực hiện thu lãi, thu các khoản đóng góp đối với các chị em cũng như là các hội viên qua tài khoản. Là các hội phí chúng tôi cũng thực hiện thu qua tài khoản đối với chuyển khoản cho các chị chi hội trưởng ở các chi hội.
Xác định việc ứng dụng chuyển đổi số là yêu cầu cần thiết hiện nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Lang Chánh đã chỉ đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã, thị trấn xây dựng và duy trì các trang mạng xã hội Facebook, thành lập các nhóm Zalo để kết nối cán bộ hội viên phụ nữ nhằm cung cấp thông tin, tuyên truyền kịp thời các chỉ đạo từ cấp trên. Hiện nay, toàn huyện có 100% chi hội cơ sở thành lập nhóm Zalo với 5.783 thành viên. 68 trên 78 chi hội có nhóm Facebook với 2.764 thành viên. Kể từ khi được thành lập, các trang mạng xã hội đã góp phần không nhỏ trong việc đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương chính sách về phụ nữ, cập nhật kịp thời các thông tin thời sự nóng hổi, cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo trên mạng xã hội, đặc biệt là các hành vi lừa đảo liên quan đến phụ nữ và trẻ em, các dấu hiệu hành vi mua bán người. Có thể thấy thời gian qua, tại huyện Lang Chánh, việc tuyên truyền hướng dẫn cán bộ hội viên phụ nữ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công tác được các cấp hội phụ nữ đẩy mạnh. Hiện nay, hầu hết cán bộ hội cơ sở đã ứng dụng hiệu quả các phần mềm như slide trình chiếu, clip hình ảnh trực quan minh họa. Qua đó, tuyên truyền chia sẻ mô hình hay, cách làm sáng tạo đến hội viên, tạo sự lan tỏa chuyển đổi số trong công tác hội. Bên cạnh đó, thực hiện đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, các cấp hội phụ nữ huyện Lang Chánh cũng tập trung hỗ trợ phụ nữ tiếp cận kinh tế số gắn với phát triển kinh tế hộ gia đình, thực hành bán hàng trên nền tảng công nghệ số, kết nối, xúc tiến thương mại điện tử nhằm quảng bá, giới thiệu, kết nối tiêu thụ sản phẩm do phụ nữ làm ra, cung ứng trong và ngoài địa phương. Theo đó, hội viên phụ nữ có thêm kiến thức, kỹ năng vận dụng công nghệ số để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực và lợi thế cạnh tranh, tạo ra các giá trị mới cho sản phẩm, tạo việc làm cho người lao động, góp phần cải thiện thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững. Bản thân tôi thì cũng sử dụng các trang mạng xã hội để làm giới thiệu về bản thân và kinh doanh cũng khá là lâu rồi. Tôi bắt đầu sử dụng Facebook từ những năm 2013, nhưng mà trong quá trình sử dụng thì bản thân cũng chưa thực sự là hiểu hết cái giá trị mà để cho mình đưa được, mình quảng cáo, mình bán hàng được tốt. Thì sau cái lớp học này là thì bản thân tôi cũng và rất nhiều chị em ở trong lớp cũng đã học được rất là nhiều kỹ năng, đặc biệt là cách quay dựng video trên các cái phần mềm ở trên dùng trực tiếp trên điện thoại của mình thôi, và đã giúp cho tôi là đã khám phá được rất là nhiều cái công nghệ cũng như là các cái ứng dụng để cho giúp cho cái công việc kinh doanh online của mình được phát triển tốt hơn. Tính đến thời điểm này, 10 trên 10 xã, thị trấn, các cơ sở hội đã thực hiện thành thạo và triển khai, khai thác có hiệu quả phần mềm quản lý hội viên. Và để giúp cho hội viên được tiếp cận với kinh tế số, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức được 2 lớp tập huấn về xây dựng thương hiệu và sàn thương mại điện tử với 120 chị em phụ nữ tham gia. Và có thể nói từ khi ứng dụng công nghệ thông tin vào trong công tác hội cũng như phong trào phụ nữ thì cho thấy các cái hoạt động của hội cũng như là phong trào phụ nữ trên địa bàn huyện Lang Chánh đã có nhiều thay đổi và khởi sắc, và tỷ lệ tập hợp thu hút hội viên cũng đã được đẩy mạnh, và tỷ lệ tập hợp hội viên phụ nữ tính đến nay là trên 80%. Với những hoạt động cụ thể thiết thực, cán bộ hội viên phụ nữ huyện Lang Chánh đã và đang dần thích ứng với quá trình chuyển đổi số, phát huy sự chủ động sáng tạo trong lao động và công tác hội. Thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Lang Chánh sẽ tiếp tục chỉ đạo hội cơ sở tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hội viên bằng phần mềm, phối hợp với các ban ngành tổ chức tập huấn cho hội viên về kỹ năng số, sử dụng mạng xã hội an toàn, tích cực đăng tải hình ảnh bài viết có sức lan tỏa tới hội viên lên mạng xã hội Facebook, Zalo nhằm phủ xanh thông tin tốt đẹp trên không gian mạng. Tuyên truyền để hội viên cài đặt ứng dụng Phụ nữ Việt Nam do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam triển khai thí điểm, khuyến khích các cơ sở hội có những sáng kiến, cách làm hay về ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác hội để từ đó thu hút và tập hợp hội viên có hiệu quả. Quý vị và các bạn vừa theo dõi tạp chí Dân tộc và Miền núi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.